Anh hay gì rồi? Rồi để anh chạy vô nha, Hồng đứng đón ha. Dạ. Yeah. À. Để em ra hay gì? À không, đứng đây hết luôn. À. Chào các cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay thì Túng Vị lại tranh thủ tới mái ấm của gia đình em Hồng và anh gì? Ông chồng tên gì? Anh chồng tên Hiền. À Hồng Hiền ha. Tới mái ấm của Hồng Hiền thì như quý vị cũng biết trước đây là Túng Vị cũng có tới đây 3-4 lần. Thì thời gian gần đây đó thưa quý vị là do dịch Covid đó quý vị, nên là tất cả cái nguồn kinh tế thì ở đâu cũng bị rất là ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt nữa là cái mái ấm của em Hồng đây cũng vậy, thì nguồn kinh tế thì nó cũng không có dồi dào. Hôm nay đó thì Túng Vị thay mặt cho hai mạnh thường quân để tới đây thăm hỏi các cô chú và các anh chị ở tại mái ấm. Thì chủ yếu ở đây đó là bị bệnh thận ha em ha. Dạ, bị suy thận ha. Chủ yếu là bị suy thận. Dạ. Thì hôm nay Túng Vị xin thay mặt cho hai mạnh thường quân là chị Lê Thị Thanh Hóa ở Khánh Hòa gửi cho mái ấm 3 triệu và chị Thùy Linh ở Úc gửi 500 đô Úc thì đổi ra được 8.870.000. Thì cả hai người cộng lại đó thì được 11.870.000 thì Túng Vị làm cho chặn 12 triệu. Thì hôm nay Túng Vị sẽ đưa cái 12 triệu này cho em Hồng, rồi em Hồng đi phát cho các cô chú ở đây thì mỗi người là 500.000. Rồi có những ai mà đang còn vắng mặt thì em cũng gửi 500.000. Còn dư lại bao nhiêu đó thì là em mua gạo rồi mua các cái nhu yếu phẩm này kia để mà có cái sự trang trải cho các cô chú anh chị khi mà đã tá túc ở nơi em. Đó em ha, là mỗi người 500.000. Thì đây là anh đưa em 12 triệu em ha. Yeah. Bên cạnh đó nữa đó thì Túng Vị đang còn mang theo cho mỗi người một cái áo, là áo có logo của chương trình kết nối yêu thương là của anh Thuận ở Canada tặng. Giờ đây em Hồng đi phát giùm anh ha. Dạ. Anh quay phim thôi ha. Rồi, vậy em phát cái áo với tờ tiền. Rồi, ok. Cái áo với tờ tiền. Dạ. 500 ngàn. Thì em cũng xin thưa là máy ấm của em hiện nay là được 23 bệnh nhân. 23 bệnh nhân là tổng cộng là 11.500.000. Với một bệnh mới vô là 24 bệnh đó, là cũng như là vừa đủ số tiền. Rồi, vậy là... vậy là vừa dạ. Đủ luôn em ha. Dạ. Dạ, chào chị. Đây là bếp khôn. Chào con. Vậy thì nếu mà vừa đủ thì tạm thời vậy đi em. Dạ ha. Dạ không sao. Thì cảm ơn em rất là nhiều. Rồi cô chú cũng dặn anh vậy đó, rồi anh cũng làm theo cô chú. Dạ dạ. Tại vì đây sắp Hồng em giới thiệu em bé này, có em bé này là em bé này mà em mới nó mới về, em mới rước về đây cỡ tháng mấy nay. Mới 18 tuổi à, bệnh thận 4 năm rồi. Dạ. Em cài cái micro cho cháu cái anh trò chuyện với cháu một chút xíu coi. Anh giúp đỡ cho nó đi. Rồi cái bụng sao, cái bụng con bị sao con? Bị gan đó chú. Bị thận với bị gan luôn hả? Gan. Dơ lên cho chú coi chút coi. Sao bự dữ vậy? Là bị gan luôn. Rồi cha mẹ con ở đâu? Mẹ con đi bỏ cho ăn đi làm. Mẹ con đi bỏ hả? Dạ. Bỏ tức là đi bỏ hả? Dạ. Nhà có mấy anh chị em hết? Dạ, con còn đứa em nữa. Nhà con ở đâu? Ở Long Mỹ, Hậu Giang. Long Mỹ, Hậu Giang. Dạ. Rồi tay con cũng ấy vậy đó hả? Cũng dạ. Cũng người ta chích vậy đó hả? Dạ. Sao con nhỏ mà cũng bị thận ta? Bị mới 18 tuổi. Hả? Bị bẩm sinh. Bị bẩm sinh. Dạ. Thì trong người con sao, có mệt dữ không? Dạ không, cũng bình thường. Cũng bình thường hả? Dạ. Thôi cố gắng điều trị ha. Dạ. Rồi còn em trai đây thì hôm bữa cũng có gặp rồi ha. Em có gặp rồi. Em trai thì tên gì? Em tên Đến. Đến ha, anh tên Đến, đúng rồi, nhớ rồi. Còn cô thì không nói nữa, cô rồi tay ngoằn ngoèo từng khúc từ hồi nào giờ rồi. Cô có bớt được chút nào không cô? Dạ nó tôi cũng gì rồi, chạy ra thì nó khoảng một chút. Này cục quá trời bự luôn. Quá trời cục, quá trời bự ha. Rồi. 10 năm rồi cô ha. Thôi cố gắng nha cô. Dạ. Chú nào bệnh ngồi đây luôn con đi chứ. Dạ. Mấy chú này mới chạy về. Mấy chú với cô mới về thì ngồi đó ha. Ngồi bên đó cho con đi, đặng con gửi quà của anh Vĩ gửi nè. Chỉ là mấy cô chú đây là đi bệnh viện mới về đó ha. Dạ chạy hồi lúc 7 giờ sáng tới giờ mới về đó, rồi nãy con tớp đi rồi tới 10 giờ đêm mới về.
Rồi hồi nữa em cứ nhớ ai chưa ấy thì em trao, rồi, hoặc là rồi. Trao luôn cũng được. Trao cái khúc này luôn đi cũng được. Dạ này. Thì em trao cái này nè, có mặt thì trao. À, còn cái áo đó thì em để ý dùm anh, cái người lớn lớn thì sẽ L. Nữa anh, coi số nhau, mặt không vừa đổi nhau nha. L là bự hơn, L. Còn M thì nó nhỏ hơn. Giờ có 2 size ha anh ha. Có 2 size. Rồi. Bây giờ Vĩ nhờ một điều như vậy ha. Ai mà nhận được quà rồi đó thì chịu khó vô trong nhà thay cái áo ra ngồi dùm Vĩ nha. À, để Vĩ coi cái áo có đẹp rồi, không đúng nha. Đúng rồi, họ mặc nguyên một hàng Vĩ áo này không nè. Vĩ chụp tấm hình gửi tới cho anh Thuận anh coi ha. Rồi, được rồi, em nhận được rồi thì em đi vô trong nhà em thay áo đi nha. Thay áo đi. Dạ. L mà bự hơn á. À, L. Nãy giờ chưa thấy M. Rồi, qua tới bên bạn dạng. Bên đây ha. Dạ, chào cô, chào chú. À. M nè, M là gì năm đi. Gì năm nhỏ thì năm mấy M đi. Đúng rồi. Ở dưới là còn M không à, anh Vĩ ơi. M không, đưa M đi. Hả? M nè. Đổi cái L cho cổ đi. Cưng có tiền chưa? Có à, chị lấy áo rồi lấy tiền chứ. Ai chưa có là kêu la lên nha. Tôi không chưa ai có. Không, đổi cái áo M đi không, đưa cái L đó cho chú đó đi. Nè, cưng con lấy cái này nè, nó nhỏ nè. Lấy cái nhỏ. Đưa cái bự đó cho gì? Người nhỏ lấy cái nhỏ, người bự lấy cái bự. Cái người nhỏ mà cái bụng con hết sức không? Bụng con bự thôi nào giờ vậy đó hả? Đứng lại chú coi coi. Con đứng nghiêng lên con nhìn cái hướng này coi. Đứng quay ngang lại. Quay ngang lại coi. Vậy nè quay mặt thẳng ra. Trời ơi chừng nào cho nó xẹp chứ không biết nữa. Của mình á, đuổi xuống giùm ấy. Chú. Dạ. Rồi cái bệnh nhân ở trong nhà thì sao mới ấy hả, mới cấp cứu hả? Dạ, bệnh viện mới trở về đó. Bệnh viện trả về hả? Trở về, xuất viện. À, xuất viện hả? Dạ, vậy chào luôn nha. Rồi, đây anh Vĩ nè, anh ghé thăm chào cho chú nè. Chào anh chị. Chứ anh đứng ra anh nhận giùm đi. Để yêu thương. Dạ, bên... chào chú. Dạ, con có chút quà của thay mặt cái mạnh thường quân có gửi tới cho chú. Rồi, được rồi, để chú nghỉ đi em. Em mới xây thêm phòng ra nè. Bệnh viện qua. Vậy là đây trời. Em mới làm thêm. Dạ em mới làm thêm rồi đóng giường thêm nè. Rồi bây giờ là ở đây có mặt đủ hết trơn ha. Còn những người thì thiếu, những người vắng thì mặt rồi ra ngồi đi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Còn 12. Rồi thì còn ai rồi ngồi ăn đi. Quà thục vô, quà gì bảy thục vô cho Tư ngồi chỗ đó kìa. Thì Tư ngồi đi chứ Tư. Đến chút giờ đến cho bác qua cho nó gần đó. Lên đi. Rồi đó, vô nó vừa đó. Rồi ngồi đi rồi văn nghệ người hát bài cho nó vui. Cho nó vui vẻ cái tâm hồn. Ở đây nữa còn 3 cái thì nữa ai về mặt dừa thì nhận. Đúng rồi, ai mặt dừa thì em cũng gửi. Còn 3 cái tại vì áo nãy là tải em tính là anh nói có mặt bao nhiêu tính nhiều. Thì đó hồi nãy em nói là 15 người gì đó phải không? Dạ. Rồi cho anh mượn cái micro anh hỏi thăm chú xíu ha. Chú là mới đi chạy về tức thời chú ha. Dạ. Vậy thì chú chạy chú ở đây là bao lâu rồi chú ha? À, mới ở đây. Mới qua được mấy ngày rồi chú? Tuần lễ rồi. Qua được tuần lễ hả chú? Dạ. Quê chú ở đâu chú ạ? Ở Thốt Nốt. Ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Dạ. Vậy thì chú tình trạng chắc là cũng bị thận hả chú? Dạ. Vậy thì đa phần là theo như con được biết là những người mà không có điều kiện thì về đây ở cô Hồng Cưu Mang ha? Dạ. Dạ. Còn nếu mà ai có điều kiện thì là ở lại tại bệnh viện. Bệnh viện không cho luôn. Bệnh viện cũng không cho ở luôn. Do là đông quá hay sao chú? Không có. Nó sợ bị dịch nè. Sợ bị dịch. Rồi người ta không có cho ở. Dạ. Mấy ngày thì chạy một lần chú? 2 ngày. 2 ngày chạy một lần. Dạ. Như tuần đó, thí dụ ai thì chạy 246. Còn ấy kia là 307.
Rồi lần này vô không thấy cái em mà cái em gái mà đi chạy ha. À, em gái yêu ca hát á ha. Ừ. Dạ. Vậy rồi bây giờ mỗi người hát bài cho vui ha. À. Chú hát bài không chú? Đâu biết. Chú nghe nói dân miền Tây mình là mấy người lớn lớn tuổi là biết ca cổ hay lắm mà. Ra thầy thêm ra. À. Vậy thì có ai hát bài để tặng cho Mạnh Thường Quân không nè? Mạnh Thường Quân tặng mình quà đó thì mình cũng tặng lại với một bài hát cho nó vui. Hãy hát bài đi Bảy. Ừ. À, để đưa về Bảy hát ha. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ. Đúng rồi, đáp lại thì Mạnh Thường Quân yêu mến thì người ta còn hỗ trợ cho mình nữa. Dạ. Dạ, Bảy hát cổ hả? Dạ, hát nhạc. Vậy hả? Dạ. Ừ. Rồi vậy là thưa quý vị, giờ đây thì dì Bảy cũng có một bài hát để tặng cho các cô chú anh chị. Rồi dì Bảy hát bài gì đó? Dạ, màu xanh kỷ niệm. À, màu xanh kỷ niệm. Rồi dì Bảy xích vô trong đó một chút xíu đi, để con đặt cái máy ở đây cho nó tiện. Ngồi xích nữa. Dạ. Xích vô nữa, đặt cái máy đây cho nó tiện nè. Rồi màu xanh kỷ niệm, rồi dì Bảy hát đi. Rồi ai chuẩn bị hát bài gì thì chuẩn bị trước nha. Sau khi dì Bảy hát xong rồi mỗi người hát bài tặng cho Mạnh Thường Quân nha. Rồi dì Bảy hát đi. Vượt thời gian trở về quá khứ khúc dây chẳng lâu, bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không, ai thương ai gần mà hiếp vượt. Còn quên đi khúc sau rồi chứ. Dạ. 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 Bài đó là bài Nhật ký đời tôi chứ. Nhật ký đời tôi à? Ừ. Gì rồi qua đó. Dì Bảy thuộc bài cổ nào không? Không, thật cổ. Nhạc cổ. Dạ hả? Ừ. Rồi vậy cảm ơn dì Bảy nhiều nha. Dạ. Dạ. Rồi mấy cô, rồi mấy anh có ai thuộc bài hát tặng cho Mạnh Thường Quân bài hát ha? Dạ. Ai chị Hồng, chứ Hồng đâu rồi. Trả lại đi. À đây ha. Nhiều thuộc nhiều làm nhiều. Thuộc nhiều làm nhiều ha. Anh hát bài không? Dạ hả? Anh hát bài chơi. À, con cô hát bài ha, tặng cho Mạnh Thường Quân. Vậy hả? Con cô làm sao? À, cũng không biết hát con chú. Ừ. Dạ, vậy thôi được rồi. Dạ. Dạ. Vậy để Tuấn Vĩ hát tiếp cái bài Nhật ký đời tôi cho cả nhà nghe nha. Bài hồi nãy dì Bảy hát là bài Nhật ký đời tôi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chảnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Hết, vỗ tay lên. À đúng rồi. Bài này nó ngắn ngủn à. Cô Hồng hát bài nhé. Kệ nó, anh cũng hát bài ngắn ngủn kìa. Dạ. Vậy Hồng ơi, cô Hồng ơi, cô Hồng qua đây mình chào cô chú anh chị cái thì mình kết thúc buổi trao quà. Dạ vậy rồi cô Hồng đứng đó đi, đứng chỗ cũ á. Rồi đó, cô Hồng muốn hát bài nha. Không thuộc hả? Dạ, dạ, không dính đâu hết trơn hả? Anh cũng thuộc bài ngắn ngủn đó. Rồi, để anh cài cho em ha. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, vậy hôm nay đó thì Tuấn Vĩ xin thay mặt cho ba nhà hảo tâm để trao cho bên máy ấm của chị Hồng thì với số tiền là 12 triệu. Đúng ra là 11 triệu 11 triệu 870 ngàn. Tuấn Vĩ làm cho tròn 12 triệu nha quý vị nha. Rồi Tuấn Vĩ cũng xin thay mặt cho các cô chú anh chị nơi đây là cảm ơn ba nhà hảo tâm. Đó là chị Lê Thị Thanh Hóa và em Thùy Linh ở Úc, cũng như là anh Thuận ở Canada. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị đã quan tâm cũng như là giúp đỡ cho máy ấm. Và giờ đây thì em Hồng cũng có đôi lời để gửi tới cho cô chú anh chị. Dạ,
Thì qua đây con cũng xin rất cảm ơn các quý mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước đã quan tâm đến những cái hoàn cảnh khó khăn mà bệnh tật. Tại ngay trong mùa dịch này cũng rất là khó khăn, mà cũng được các quý mạnh thường quân chia sẻ. Em rất là cảm ơn và trân trọng. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Dạ, rồi. Vậy một lần nữa xin chân thành cảm ơn cả nhà nha. Vỗ tay đứt ra luôn hả? Vỗ tay sao mạnh quá vậy? Vỗ tay nhiệt tình quá mà xúc ra luôn hả? Ở đâu coi, phải bịch lại đi cô ơi. À, cho vị mượn. Rồi, cảm ơn cô Hồng nhiều nha. Cô ơi phải bịch lại chứ con thấy ruồi này kia nó đu á cô. Cô thì cô tới đây lâu chưa ha? Giáp năm rồi. À giáp năm, vậy là mấy lần trước con tới là con có gặp cô dạ, ha? Dạ có. Dạ. Dạ. Vậy thì tình hình cái bệnh tình của mình thì bác sĩ nói như sao? Thì lọc hoài luôn. Cũng lọc hoài luôn. Dạ. Khi tăng cái dáng, khi mệt. Khi mệt, khi yếu, khi đi không được. Dạ. Dạ, vậy chú là ông xã hả? Ông xã. Có vô đạm là đỡ một chút. Dạ. Vậy lọc hoài quanh năm. Dạ. 3 năm 7 á. Dạ. Ngày đi ngày. Rồi, ông trời ông sinh ra cái bệnh ha. Dạ. Ông trời ông sinh ra cái bệnh mà nó không có khắc phục được mà nó cứ hoài vậy ha. Dạ. Thôi thì biết sao giờ. Dạ, cố gắng ha chú ha. Dạ. 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 Rồi, vậy cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chào cả nhà nha. Xin chào tạm biệt. Dạ, dạ. Rồi. Kính thưa quý vị, vậy giờ đây Tuấn Vị xin được kết thúc buổi trò chuyện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt.